chai thì một chai của bên mình có thể là tắm được cả người nha, nhưng mà đối với cái người nói chung là có dáng hơi nhỏ nha, chứ nếu mà hơi to là các bạn phải dùng hai chai cho mình nha. Đó, cái này là massage nè, massage nhẹ nhẹ nè. Đây, đây là dạng nước như thế này, mình đổ qua chén nha, mình đeo bao tay vào đây đó, mình massage từng cái khuỷu tay luôn. Thì cái sản phẩm bên mình rất là an toàn, không gây kích ứng da nha. À, đó, khi mình massage vào đó, da mình bắt đầu nó sẽ có hơi hơi sẫm màu, xỉn màu xíu thôi. Nhưng mà chị ơi, có cảm giác nóng hay rát khó chịu không chị? Hơi ấm ấm thôi. Được cả hai tay và hai chân và cả lưng. Đó, đây, sản phẩm bên mình có mã in chat rất là rõ ràng nha. Đây, và có trên đây nó cũng có cái hướng dẫn, nhưng mà khi tất cả các bạn mua hàng bên mình á thì mình nên theo sự hướng dẫn của người chuyên viên với người hướng dẫn cho mình khi mình mua á, thì để nó được hiệu quả cao hơn, tại vì trên đây trên sản phẩm thì nó ghi là chung chung thôi. Đây, loại bỏ tế bào chết nha, tái tạo làn da mới. Thì những cái da mà mình đã bị cháy nắng hoặc là da mà thân đen, chị uống mấy cái thuốc đó đó. Hồi tối ngủ quên vào bông. Giờ cái đó nó hơi rét à? Có không chị? Có, đưa giùm hai kia luôn thôi. Bắt đầu các bạn có thể là lột sạch xong, sau đó mình dùng cái bột thảo dược đây. Đây là hoàn toàn từ thảo dược nha, tất cả các sản phẩm của bên mình là đều thảo dược hết. Đây là từ cam thảo nè, và những cái tính chất rất là an toàn. Sau đó các bạn dùng ga chén đổ sữa tươi không đường vào cho mình, massage nhẹ nhàng không chà nha, tại vì cái làn da mình mới có lột ra nó rất là mỏng, nên mình phải kết hợp với cái thảo dược này để thứ nhất là nó an toàn cho da mình tuyệt đối hơn đó. Rồi sau đó mình tắm lại bằng cái bột này. À, mình tắm sạch rồi đúng không? Sau đó mình dùng cái kem body ủ trắng của bên mình. Đây, cái củ trắng này mình thoa vào một lớp để bảo vệ da của mình. Đối với những cái trường hợp mà da của các bạn mà bị đòi mồi á, mấy chị mà bị đòi mồi lâu năm nè, hoặc là da mà nói chung là đến tuổi lão hóa thì thường có những cái nốt đòi mồi mà mình điều có thể là mình đi điều trị cũng chưa chắc là hết nữa. Cái đó nó thật sự có thể là mấy chị lột qua, dù lột body tái sinh là bao nhiêu cũng không có hết được, nó cũng vẫn còn mờ đúng không? Khi mình tái tạo body như thế này xong, đây, lúc đó các bạn sẽ kết hợp với cái thảo dược, cái dòng thảo dược tái tạo là cái dòng màu xanh xanh 350 kia, là mình kết hợp vô đó mình thoa tiếp tục. Còn nếu mà cái làn da mình không có bị đòi mồi thì các bạn chỉ cần tắm cái lọ này là serum body này cho mình. Mình lột xong cái làn da đó, sau đó mình kết hợp mình tắm cái bột này và tiếp tục bôi cái chai này lên cho mình. Hoặc là có một cái dòng kem hũ trợt. Đó, thì sau khi mình sử dụng như vậy cho đến tầm một tháng là da mình bắt đầu mình cảm thấy là cái làn da mình trắng rõ rệt nha. Thì thường á là cái chu kỳ da từ da mặt tới da body, bất cứ khi mà mình được một cái làn da mới trắng đúng chuẩn của cái làn da thì các bạn phải trải qua một tháng, chứ không phải là mình lột ra một phát là thấy trắng liền nha. Cái đó là mình tạo cái sự hấp thu, mình loại bỏ những cái vẩy sừng, những cái làn da thô ráp trên bề mặt da mà mình xức kem hoài mà nó không ăn không trắng. Thì khi các bạn lột xong, sau đó mình tắm với cái kết hợp với cái bột thảo dược này, loại bỏ những cái tế bào chết. Tại vì khi mình lột rồi là nó sẽ bắt đầu nó sản sinh lên một cái tế bào li ti nữa, chứ không phải là chỉ có lột cái lớp này ra không. Và sau đó mình kết hợp với cái sản phẩm ủ trắng của bên mình là một chai như thế này, có giá là 280.000. Thì cái giá tiền nó có nằm trên tất cả các sản phẩm của mình hết nha. Đây là 280.000. Đó, ví dụ trường hợp mà khách mà có cái nhu cầu mà mình muốn sử dụng lâu dài luôn thì mình cũng có.
quay khúc này thôi nè Hương. Rồi quay cái đó một cái. Đây là cái sản phẩm bên mình là tái tạo body nha, thay sinh học. Cái sản phẩm của bên mình là dạng nước nha. Thì khi tất cả các bạn mà ví dụ có dùng tại nhà thì mình nên massage như thế này. Massage như thế này trong vòng nửa tiếng và sau đó mình để tầm 2-3 tiếng sau nha. Rồi lúc đó mình mới đi tắm. Thì những cái cũng có những cái trường hợp mà mình mua về nhà mà mình chưa biết cách sử dụng á, thì các bạn và chị em là mình tham khảo nha. Thì cái sản phẩm của bên mình là dạng nước cũng rất là dễ thoa. Đó, cái chỗ nào mà mình chai lì thì mình thoa hơi nhiều. Đó, mình massage hơi lâu một xíu. Đó, nó dạng nước cũng là khi mình thoa vào nó bắt đầu nó tự nó thấm nó rút khô, bắt đầu mình tiếp tục mình cứ thoa như vậy dần cho hết là một chai. À, một chai tái tạo body bên mình là có giá là 270.000. Đó, khi mình thoa như thế này trong vòng massage như vậy trong vòng nửa tiếng, sau đó mình để khoảng 3 tiếng sau. Là cái sản phẩm này cũng rất là dễ sử dụng, mình có thể mua về nhà mình tự mình massage mình sử dụng. Và sau đó mà mấy chị cứ để như vậy tắm xong rồi mấy chị để qua ngày hôm sau, lúc đó nó tự nó bong lên, rồi lúc đó mình lọt cảm thấy rất là đã luôn nha. Thì bên em cái dịch vụ bên em, ví dụ như mà em đã nhận thay da sinh học cho tất cả chị em mình, thì bên em sẽ lọt hoàn thành cho mấy chị luôn. Chỗ nào chai lì cỡ nào bên em cũng lọt được hết nha. Đó, ví dụ như những cái bàn chân của mình mà nó bôi kem hoài mà nó không trắng á, thì mình dùng cái sản phẩm tái tạo body này mình massage nha. Mình massage rồi đó, mình đưa thuốc vào, mình đưa thuốc vào thật là dày nha, thật là nhiều đó. Thì tất cả các bạn nào mà mình mua về nhà mình chưa biết sử dụng á, mà mình lột mà cảm thấy nó ra cái miếng mỏng mà nó chưa dày, thì các bạn xem lại cái cách mình sử dụng nha. Bên mình là khi thoa rồi bắt đầu là tắm là qua ngày hôm sau là tự nó mình cũng có thể lột liền vẫn được, nhưng mà mình nên để qua ngày hôm sau đi. Thứ nhất là mình lột được cái mảng to nè, thứ hai mình không có cảm giác gác hay là đau hay là khó chịu gì hết, nó bình thường. Thì cái reo của bên mình á, tái tạo body, serum tái tạo body này nè, nó thoa lên người nó không có cảm giác khó chịu hay là nóng gì nha. Chỉ có cái dạng nước này nó hơi trong trong mà nó hơi như là dạng serum á, rất là dễ thoa. Chị em nào mà mình có cái làn da mà chưa được tự tin á, thì mình nên trải nghiệm cái bộ sản phẩm của bên mình nha. Thì mình là phụ nữ mình phải có một cái làn da gợi cảm nè, quyến rũ nè, mình mặc đồ sexy hay là mặc đồ gì mà cũng thấy tự tin nữa. Tắm trong vòng 15 đến 20 phút, sau đó mình tắm bằng nước sạch lại, rồi sau đó mình kết hợp với dưỡng của bên mình hoặc là bên em cũng được nha. Sẽ lọt cái lớp vảy sừng khô ráp của chị này nha. Thì cả nhà mình đón ngày mai nha. Chào tất cả các bạn và các chị em mình nè. Chúc tất cả cả nhà mình một buổi trưa vui vẻ. Thì những chị em nào muốn sở hữu một cái làn da quyến rũ và trắng đẹp thì hãy inbox cho Nguyễn Trăng nha, không theo số điện thoại là 0947892311. Em có cả trang YouTube là Tóc Đẹp Giao Huy nè, và Zalo cũng có số điện thoại đó luôn. Rồi chào cả nhà nha. Là ngày mai mấy giờ chị lại? Sáng lại hả? Chị rảnh chứ, mai chị lại cũng được. Sáng ra bắt đầu nó bông. Bông hả? Ngày mai thứ hai là không có tăng ca. 6 giờ mới về. 6 giờ chiều. 6 giờ lọc cỡ khoảng 1 tiếng tiếng hồ. Tới chiều hả? 6 giờ được chiều không? Chắc nó bông đầy vậy. Mai chưa nè. Nghe nè bộ.